vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với chương trình thi đấu của giải bóng bàn truyền thống tranh cúp VTV8 lần thứ 7 năm 2024. Đây là hình ảnh của trận bán kết nội dung đơn nam hạng A giữa hai vận động viên Nguyễn Duy Phong của Hải Dương và Trần Huy Bảo của Andro. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn, đây là vận động viên Duy Phong của Hải Dương. Và người ở bên kia lưới bàn là Trần Huy Bảo. Trước khi trận đấu bán kết ở nội dung đơn nam hạng A diễn ra thì Huy Bảo cùng với những người đồng đội Andro Việt Nam đã giành được chức vô địch ở nội dung đồng đội hạng A. Và đó là một động lực rất tốt để Huy Bảo có thể tiến sâu hơn vòng bán kết ở nội dung đơn. Nội dung đơn hạng A của giải bóng bàn VTV8 hôm nay có nhiều những gương mặt đáng chú ý, những tuyển thủ quốc gia. Nhưng lúc này thì trong số 4 vận động viên lọt vào vòng bán kết, không có Đức Tuân, không có Anh Tú, không có Đinh Anh Hoàng. Chỉ còn lại Huy Phong, Trần Huy Bảo ở cặp đấu bán kết chúng ta đang theo dõi. Và cặp bán kết còn lại diễn ra giữa Nguyễn Như Thành Nhân và Nguyễn Khoa Diệu Khánh, vận động viên thi đấu cho câu lạc bộ Big Sport ở giải năm nay. Như vậy lúc này thì sự tập trung chú ý chỉ còn là các trận đấu cuối cùng có tính quyết định thứ hạng ở nội dung đơn hạng A. Trong khi đó thì ở nội dung đồng đội hạng A đã xác định được các vị trí nhất, nhì, ba chung cuộc. Vô địch là Andro Việt Nam, xếp thứ nhì là Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn, hạng ba là Hỏa Châu và Number 2. Cú trái tay ra ngoài của Huy Bảo vừa rồi đã tạo điều kiện cho Duy Phong lên điểm. Huy Bảo năm nay 34 tuổi, trong khi đó Duy Phong là vận động viên vừa giành chức vô địch đơn nam U19 Đông Nam Á. Khoảng cách về tuổi tác giữa hai vận động viên đang là khá lớn. Cú đỡ ra ngoài 6-4 cho Huy Phong và quyền giao bóng là của Huy Bảo. Trải tay tốt, rất nhanh, đánh gần như là ngay trên bàn. Không được. Ở thời điểm này thì nội dung thi đấu đồng đội Phong Trào cũng đã khép lại. Chức vô địch thuộc về đội du học Đài Loan Hima. Đội giành vị trí thứ nhì là Hữu Nghị Thái Bình. Và hai đội cùng chia nhau vị trí thứ ba là Cốc Ghi Hao và Sam Quan miền Bắc. Ra ngoài, điểm cho Huy Bảo, thời điểm rất quan trọng để vận động viên của Andro Việt Nam có thể hy vọng có được sự khởi đầu thuận lợi bằng một game thắng ngay trong game 1. Ở giải năm nay thì Huy Bảo đã góp công lớn làm nên chức vô địch ở nội dung đồng đội hạng A cho Andro Việt Nam. Mặc dù anh không thi đấu trận quyết định. Trong trận đấu quyết định trận đánh đơn giữa Thành Nhân của Andro Việt Nam và Nguyễn Anh Tú của Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn.
thì vận động viên Thành Nhân đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Tất nhiên đó là một trận đấu mà anh Tú phải chấp điểm, và việc chấp đến 3 điểm trong điều kiện thể lực chưa được tốt, và anh Tú cũng thi đấu với cánh tay bị đau, hạn chế rất nhiều khả năng phát huy những quả sở trường của Tú. Chính đều ngay từ game 1 thì có thể nói là cuộc tranh chấp rất căng thẳng và quyết liệt. Khá hay, tuyệt vời. Vẫn còn lên điểm xứng đáng cho Duy Phong. Và với những pha đánh như vừa rồi thì chúng ta thấy hình ảnh của nhà vô địch U19 Đông Nam Á là đây, Duy Phong. Ở trận đấu này thì có thể nói là Huy Bảo, vận động viên đã ngoài 30 tuổi, phải đối mặt với sức trẻ của vận động viên Duy Phong rất nhanh. Những pha đối lập rất hay của hai vận động viên, và ai giành phần thắng trong pha vừa rồi cũng thực sự là xứng đáng. 10 đều. Ở giải vô địch U19 Đông Nam Á nội dung đơn nam thì Duy Phong đã thắng vận động viên của Singapore để giành tấm huy chương vàng danh giá. Không được. Nhưng lúc này cơ hội để kết thúc với phần thắng trong game 1 thuộc về Huy Bảo. Cú đánh tăng lực khá nhiều và gây khó cho đối thủ. Không được. Quả dao có thể được xem là tuyệt chiêu, được Huy Bảo đưa ra đúng lúc và để kết thúc game đấu đầu tiên với tỷ số thắng là 12-10. Ở game 1 thì phần thắng đã thuộc về Trần Huy Bảo. Nhưng có thể nói là cũng trong game đầu tiên thì Duy Phong đã chơi rất hay. Và có rất nhiều những tình huống đánh của Duy Phong mà chúng ta không nghĩ rằng đây là một pha xử lý của vận động viên mới 19 tuổi. Vấn đề lớn nhất của Huy Bảo lúc này là thể lực. Tuy nhiên anh cũng đang có tâm lý tốt sau khi có được phần thắng ở game 1. Điểm cho Bảo. Quả cuối cùng của Phong thì ra ngoài rồi. Do bóng hỏng, khá đáng tiếc cho vận động viên trẻ Duy Phong. Hai cặp đấu bán kết diễn ra trong buổi sáng ngày 11 tháng 8 sẽ tìm ra hai vận động viên xứng đáng góp mặt trong trận đấu chung kết của nội dung đơn hạng A sẽ diễn ra vào buổi chiều cùng ngày.
và sau đó là phần tổng kết trao thưởng của ban tổ chức giải bóng bàn truyền thống Cúp VTV8 lần thứ 7 năm 2024. Lúc này thì những danh hiệu, hầu hết các danh hiệu đã được xác định, chỉ còn nội dung đơn hạng A mà thôi. Pha đánh trước đó là cực khó của Huy Bảo, nhưng tiếc là trong pha vừa rồi thì Huy Bảo đã không thể ghi điểm. Nhưng chúng ta cũng thấy là sau cú lắc ve dọc dây vừa rồi thì khả năng phòng thủ của Duy Phong tốt như thế nào. Ra ngoài. Nếu như vượt qua được đối thủ Duy Phong trong trận đấu bán kết này thì Huy Bảo tiếp tục nuôi hy vọng sẽ giành cú đúp vô địch. Ba bốn. Số được nâng lên ở thời điểm này là rất quan trọng để giúp cho vận động viên trẻ Duy Phong có thể hướng đến phần thắng trong game 2. Ông xoáy rất khó chịu, cú ve tuyệt vời của Huy Bảo xứng đáng có điểm. Cú tài ve rất nhanh. Đúng là Phong đã bị bất ngờ rồi. Đây khoảng 10 năm thì Huy Bảo cũng từng là thành viên đội tuyển bóng bàn của thành phố Hồ Chí Minh và tập cùng với người đồng đội đang thi đấu trong đội tuyển thành phố lúc này là Mai Hoàng Mỹ Trang. Vào năm 2020, tức là cách đây tầm 4 năm thì Huy Bảo dù đã không còn thi đấu đỉnh cao, nhưng khi có lời mời từ Liên đoàn bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đội tuyển bóng bàn của thành phố thì Huy Bảo đã tham dự giải vô địch quốc gia lần thứ 38 năm 2020. Và ở trận đấu đó thì Huy Bảo cũng ít nhiều gây được ấn tượng với những chiến thắng ở nội dung đánh đơn. Bóng không vào bàn sau cú giật. Game 2 của trận đấu bán kết này cũng căng thẳng và quyết liệt, không khác gì game 1. Quá hay. Và có thể nói là pha bóng xuất sắc của Duy Phong. Không được. Hai pha ép trái liên tiếp của Huy Bảo đã thành công. Nhưng quyền giao bóng là Duy Phong với cơ hội là thu gia tăng cách biệt, đúng như vậy. 9-7 do Duy Phong rồi. Bảo sẽ phải rất tập trung ở hai quả giao bóng này, nếu không thì cơ hội giành phần thắng trong game 2 rất ít.
với việc vận động viên trẻ Duy Phong vừa có chức vô địch U19 Đông Nam Á thì có thể nói là bóng bàn Hải Dương có thêm một vận động viên rất sáng giá cùng với Đức Cung, cùng với Đoàn Bá Tuấn Anh. Pha nghiêng người và đối ngay rất tốt của Duy Phong. Điểm game cho Duy Phong rồi. Rất tập trung vào pha bóng này, chắc chắn là như vậy. Pha đỡ hỏng, cơ hội cho Huy Bảo. Bóng ra ngoài và như vậy là phần thắng trong game 2 đã thuộc về Duy Phong với điểm thắng là 11-9. Nam cũng đang hy vọng trận chung kết sẽ là cuộc đấu nội bộ. Tuy vậy, với những người hâm mộ bóng bàn thì mong muốn hơn là trận đấu chung kết sẽ diễn ra giữa hai vận động viên của hai đội khác nhau. Như vậy sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Ta trở lại theo dõi game 3 của trận đấu bán kết giữa hai vận động viên Nguyễn Duy Phong của Hải Dương và Trần Huy Bảo của Andro. Hai điểm đầu tiên cho Duy Phong. Trong hai game đầu tiên thì mỗi vận động viên đều có một chiến thắng với những điểm số rất xích sao. Ở game 1 thì Huy Bảo thắng Duy Phong với điểm là 12-10. Và ở game 2 vừa kết thúc thì Duy Phong đã có câu trả lời với điểm thắng là 11-9. Quá tốt. Và dọc dây có thể nói là như sấm sét. Động tác vừa rồi của Huy Bảo chúng ta thấy là anh chào thua với pha đánh quá xuất sắc vừa rồi. Năm một cho Duy Phong. Có vẻ như là tay vợt trẻ đang tự mở ra cơ hội sau khi khởi đầu không tốt ở game 1 để thua Huy Bảo. Lúc này thì vận động viên đã ngoài 30 tuổi Huy Bảo, thể lực cũng đang là vấn đề khá lớn. Bóng ngoài. Rất đẳng cấp. Duy Phong đã buộc đối thủ của mình phải di chuyển qua lại. Và cú đỡ cuối cùng thì bóng đi ra ngoài bạc. Lối chơi rất hợp lý và đúng với phong cách của một cổ động viên trẻ dồi dào thể lực.
73. Vâng, cú về kính tay rất hay của Huy Bảo. Trong đánh đơn thì những vận động viên có lợi thế cú trái tay, cú lắc cổ tay thì sẽ cực kỳ lợi hại. Có những phương án tấn công khác nhau. Nói chung với đánh đôi và với bóng bàn nói chung thì những vận động viên đẳng cấp phải là những vận động viên chơi tốt cả hai cả. Điểm thứ 9 cho Duy Phong. Rất tiếc là ở cú đánh cuối cùng thì bóng đi ra ngoài. Lên điểm cho Huy Bảo. Tuy nhiên cơ hội vẫn còn rất nhiều để có được phần thắng trong game 3 này cho Duy Phong. Rất hay, đánh quá tốt của Duy Phong, thực sự là đẳng cấp của một vận động viên mới 19 tuổi. 50, quá khó cho Duy Bảo, có thể Huy Bảo lật ngược tình thế ở thời điểm này. 16. Vẫn còn không thể vào bàn. Duy Phong còn rất áp đảo với lối đánh nhanh, linh hoạt. Vận động viên này gần như là di chuyển trên khắp những vị trí cần thiết. Bóng ngoài. Điểm thứ 8 cho Huy Bảo. Huy Bảo còn cách biệt 2 điểm so với Duy Phong. Nhưng cơ hội lớn hơn cho vận động viên trẻ của Hải Dương khi chỉ cần một điểm nữa thôi thì Duy Phong sẽ kết thúc game đấu này. Thời điểm mà Huy Bảo rất cần những lời tư vấn của người đồng đội Quốc Dũng và cả Duy Phong cũng vậy. Ở thời điểm này khi chưa xác định được những vận động viên có thứ hạng nhất, nhì, ba của nội dung đơn nam hạng A thì có thể nói là đội Andro Việt Nam đã có thành tích một giải đấu rất thành công rồi. Có 2 vận động viên vào đến bán kết của nội dung đơn. Và ở nội dung đồng đội hạng A thì Andro đã lên ngôi vô địch sau khi thắng xứ nghiệp đường sắt Sài Gòn trong trận chung kết. Vâng, cơ hội nhiều hơn một chút cho Huy Bảo, ít ra là mục tiêu trước mắt san bằng điểm đã. Điều quan trọng là Huy Bảo đang giao bóng. Vâng, rất tiếc. Và như vậy là cú hỏng ăn vừa rồi của Huy Bảo đã ghi điểm cho Duy Phong và 11-9.
có khá nhiều những tình huống đổi giật đẹp mắt. Và đó là điều mà những người hâm mộ bóng bàn chờ đợi. Điểm thắng trong 3 game, dù là của Huy Bảo hay của Duy Phong đều cũng rất xích sao. Trong 2 game thắng liên tiếp gần đây, ở game 2 và game 3 thì Duy Phong đều có tỷ số là 11-9. Điểm đầu tiên ở game 4 là của Huy Bảo. Bóng ngoài. 2-0, 0-2. Và vào bóng rất chặt của Duy Phong. Bên ngoài thì Quốc Dũng ra hiệu cho người đồng đội Huy Bảo phải đặc biệt chú ý những pha xoáy xuống rất chặt của đối thủ và phải siết lại bóng. Không được. Đúng là với những tình huống bóng chặt thì ít nhiều cũng gây khó cho Duy Phong. Quả dao xoáy xuống. Sự khởi đầu tốt của Huy Bảo. Chúng ta chờ xem, đây là game mà Huy Bảo rất cần phần thắng để nuôi hy vọng. Thì Huy Bảo có thắng được hay không? Rất nặng. Tỷ số lúc này đang là 2-6. Ba cho Huy Bảo. Rất nhanh. Duy Phong đã không kịp trở tay. Và 6-3 cho Bảo. Quá hay. Đó là bóng đi vào góc chữ A thì thực sự là khó cho Bảo rồi. Duy Phong vẫn rất mạnh mẽ và chúng ta thấy là sức trẻ của vận động viên 19 tuổi đã được phát huy trong từng đường bóng. Nếu như không phải là một pha dứt điểm thì một cú gài bóng rất chặt. Thời gian time out cho hai vận động viên. Và Huy Bảo đang dẫn trước một điểm so với Duy Phong. Đây là game đấu mà Duy Phong nếu như có được chiến thắng sẽ giành chiến thắng trong trận đấu bán kết. Như vậy lúc này ở trận đấu bán kết còn lại thì vận động viên Nguyễn Như Thành Nhân của Andro đã giành chiến thắng 3-0 trước Nguyễn Khoa Diệu Khánh của Bisport. Lúc này thì như vậy nội dung đơn hạng A đã xác định được một vận động viên góp mặt trong trận chung kết vào chiều hôm nay 11 tháng 8, đó là Nguyễn Như Thành Nhân. Huy Bảo nếu như vượt qua được Duy Phong thì sẽ làm nên một trận chung kết nội bộ của Andro Việt Nam.
Tuy nhiên Duy Phong lúc này đang là người có cơ hội nhiều hơn. Và sự hưng phấn trong từng pha đánh của Duy Phong mang đến những cơ hội lớn để có thể giành chiến thắng trong trận đấu bán kết này. Lúc này thì Duy Phong đã vượt lên sau hai cú đẩy trái thì Duy Phong bất ngờ trở vật và kết bóng bằng một cú, nhưng lần này thì bóng ra ngoài. Bảy đều. Rất hay, rất xứng đáng. Vâng, cú đập bóng uy lực. Hai cú giật có thể nói là rất hiểm của Duy Phong. Ép vào trái của Huy Bảo. Tình huống lần này thì Duy Phong đã không có được sự chính xác. Tám đều. Rất cân bằng. Tình huống quá may mắn cho Duy Phong rồi. Có được một pha may mắn và lên điểm ở thời điểm này thì càng quý giá hơn đối với một trong hai vận động viên, và Duy Phong vừa rồi đã may mắn. Vâng, tình huống để đưa ra một cú trái tay thuận lợi và Huy Bảo đã không thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được. Cú vẩy nhẹ nhàng vào góc xa. 9 đều. Quá căng tài căng sức. Và đó là tất cả những gì chúng ta chứng kiến kể từ đầu trận đấu bán kết này. Dù là phần thắng có thuộc về Duy Phong hay là Huy Bảo. Vâng, pha xử lý khá hay, có thể nói là thể hiện sự nhạy bén quan sát tốt của Huy Bảo, lên điểm ở một thời điểm cực kỳ quan trọng. Duy Phong đã bất ngờ rồi, cú vỡ tay không kịp. Vâng, nhưng sau đó là câu trả lời. 10 đều. Cú giật sát lưới bóng đi với lực rất tăng. Không được. Cơ hội kết thúc trận đấu cho Duy Phong. 11-10. Chỉ còn một điểm nữa thôi, Duy Phong sẽ có điểm kết thúc và đương nhiên là với phần thắng. Và lợi thế cho vận động viên này là cầm giao bóng nữa. Liệu đây có phải là điểm kết thúc trận đấu hay không? Rất nhanh! Và như vậy là điểm cho Duy Phong rồi. 12-10 rồi, 3-1 rồi. Và Duy Phong thắng rồi. Như vậy là trận chung kết của nội dung đơn hạng A sẽ diễn ra giữa Nguyễn Duy Phong của Hải Dương và Nguyễn Như Thành Nhân của Andro.